Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Bonsai Vin có một cái giới thiệu cho mấy anh em về cái cây đang quay chế độ ngược sáng tí. À, cái cây này là cây hoa mị nương, hay anh em gọi gọi tên khác là cây bạch chỉ ha. Thì cái cây này thứ nhất là có những cái điểm mà có thể là sẽ có triển lãm Quy Nhơn á, sẽ có số anh em ta đưa cây nghệ thuật lên á. Thì hiện tại là Bonsai Vin giới thiệu cho mấy anh em trước thôi, cho vui thôi, anh em tham khảo cho vui thôi, chứ cũng không cần là mấy anh em mình phải mua cây này ha. Thì rất là đẹp, và thứ nhất là cái hoa của nó sẽ lên tới một cái chành như thế này nè, chành như thế này là tới gần, hôm bữa mình tính là 29 đến 30 cái hoa. Thì nó lên rất là nhiều chùm, vậy khi chúng ta chơi xong chúng ta cắt giặt ra đi thì nó tiếp tục nó lại ra một cái hoa khác rất là đẹp. Nó nứt đọt thì nó sẽ ra hoa, và nó hoa của nó thì nó có một cái mùi thơm rất là hay, và nó hoa nó lâu tàn, nó tới 5 ngày ạ. Và nó nở rất đẹp, và khi nó nở nhiều hoa thì nó làm tối nó sẽ tỏa hương cho thơm, mà mùi thơm rất dịu ha. Thì giới thiệu cho mấy anh em về cái cây hoa mị nương. Cái cây này thì nó sống ở trên vùng núi đá thôi mấy anh em, núi đá nhá, nó sống trên các vùng lòng suối, núi đá, vách vực, hố, hầm hố ha, bám trong đá và rất lâu lớn, vì nó là loài thân bụi nên anh em tìm gặp những cây lớn thì rất là khó. Như cái nhánh như thế này nè, mình ngửi nó vẫn còn thơm nhé, vẫn còn thơm, bảo đảm anh em 100% luôn. Thì một số anh em ta có thể lấy cái này ta úp chè ha, cái cây này vẫn uống được, ăn được ha, rất thơm nhé. Cái khô như thế này vẫn thơm đấy. Và mùi thơm của cây hoa mị nương rất đẹp ha. Và cây mị nương nó có hai loại, một loại là hoa dài và một loại là hoa tròn, cánh tròn. Hoa dài thì thân đỏ hơn, và cánh hoa tròn thì cái bông màu ít đỏ hơn, và hai hoa hoa nào cũng đẹp cả. Thế đây, quay cho mấy anh em xem. Trời trời đang đang quay ở ngược nắng quá ha, ngược nắng quá. Và nó nở rất là nhiều ha, cái bụi lùm này nó nở rất nhiều. Và hoa rất đẹp mấy anh em. Mời mấy anh em chiêm ngưỡng cây hoa mị nương. Anh em nào sưu tập thì có ha. Một số nơi thì người ta gọi cái này cây đu ri, nhưng mà không phải đâu nhé. Cây đu ri là cây khác, cây đu ri bông đỏ ha. Thì anh em mình sưu tầm ha, sưu tầm để mình chơi. Cái này rất đẹp, chia sẻ với mấy anh em vậy. Rồi anh em nào có, chỗ nào có thì lấy giao lưu cho một số anh em ha, không có vấn đề gì hết. Mình chơi cây là phải chia sẻ. Và khi chúng ta chơi xong chúng ta cắt đây thì nó tức nó nứt lên lại các cái đọt non và nó ra hoa tiếp. Và nó rất là dễ chăm và nó thích nước. Cái cây này anh em có thể lấy một cái cành mà anh em mình dăm vô hồ ké thì nó sẽ mọc rễ trong đó. Và nó có thể sống trong nước đấy. Nhưng nước phải sạch nhé. Không có, chúng ta không có nên là chúng ta xách cái nước mà đọng nước tù chúng ta ngâm vào đó thì không có tốt đấy. Nước là nước, phải nước ké sống được thì cây nó sống được ha. Cây rất đẹp nè mấy anh em, và mấy anh em coi cái chùm hoa như thế này thì nó đã hơn một cái nhánh hoa như thế này thì nó có thể hơn 30 cái ha, mình không tính ha. Đấy, mình tính hơn 30 cái thôi trong mấy anh em. Đây tính nha, nhiều lắm. Và cây hoa này rất đẹp mấy anh em mình. Và hiện nay Quy Nhơn đang vô khai thác rất là nhiều, khai thác rất là nhiều, và hầu như là bonsai bên cũng đi lấy sâu thôi chứ cũng không có lấy được nhiều đâu. Và những gốc lớn thì có một số anh em ta chuyển nhượng số anh em hết rồi. Nhà mình thì còn gốc nhỏ nhỏ thôi, có một một gốc lớn, hai gốc lớn thì mình cũng giữ lại vườn để làm bonsai cho mấy, để làm cái the video để mấy anh em xem, chứ cũng không có giao lưu được nữa. Ngày trước thì nó nhiều lắm, nhưng một số anh em ta tới vườn người ta mua, đặc biệt là Quy Nhơn ha. Mời anh em mình xem chiêm ngưỡng ha, một cái dòng mà mì nương rất đẹp, hoa rất đẹp anh em, hoa rất đẹp. Anh em nào có cái nhu cầu cần giao lưu bất cứ cái gì thì liên hệ với Bonsai Ven số điện thoại Zalo 0932411987 nhé. Mình đọc là có thể gọi trực tiếp hoặc là điện về là số điện thoại là Zalo là 0932411987. Xin cảm ơn mấy anh em rất là nhiều và xin được phép kết thúc video tại đây ha. Và chú ý là mấy cái rù rì là một thân một cốt thì rất là khó, nên là rất là giá trị ha. Cảm ơn mấy anh em.